Ok, xin chào mọi người nha. Video này chúng ta sẽ giải đáp qua một cái câu hỏi của Huyền về cái phần nhận thức Newton nha mọi người nha. Nhận thức Newton thôi. Cái phần này thì nó cũng không không quá là khó đâu nhé. Đó là cái câu hỏi số 19. Rồi, ok, chúng ta sẽ nghiên cứu qua câu hỏi này một chút xíu. Rồi, ok. Rồi, câu 19 có nội dung như thế này nhé. Giả sử có cái khai triển là 1 trừ 2x tất cả 4n, đúng không? Thì nó bằng cái anh này. Nếu cầu tìm A4, biết rằng là A0 cộng A1 cộng O2 bằng 31. Thế thì mọi người hiểu A0 là gì? A0 là cái phần hệ số mà nó không chứa x này. A1 là hệ số mà với x mũ 1. A2 là hệ số với x mũ 2. Đấy. Thì ở đây mọi người có thể tư duy thêm một chút là cái A0 ấy chính là phần hệ số tự do hoặc là hệ số ứng với x bằng 0 nhé. Ok, chúng ta giải bài này như sau này. Trước hết thì chúng ta sẽ có cái số hạng tổng quát nhé. Đó chính là CK của N này nhân với 1 mũ N trừ K nhân với lại trừ 2x tất cả mũ K. Rồi, bây giờ mình tách nhân hệ số ra nhé. Thì được là CKN này. 1 mũ R thì vẫn là 1 ta bỏ luôn. Nhân với trừ 2 tất cả mũ K và nhân với lại x mũ K. Rồi, thế thì bây giờ nhé, ta có này A0 này cộng với A1 này cộng với A2 thì nó bằng này 31, đúng không? Như vậy cái này mình tương đương nhé. Thế thì A0 là cái gì? A0 ấy thì nó chính là x mũ 0, mọi người hiểu không? A0 này nó chính là x mũ 0. Thì x mũ 0 tức là k bằng 0. K bằng 0 thì em lấy mỗi hệ số đằng trước này cho anh thôi nhé. Thì em thay k bằng 0 vào thì mình được là C0 của N này. Đấy, nhân với âm 2 mũ 0 này cộng, đúng không? A1 là gì? C1 của N này nhân với âm 2 mũ 1 này. Đấy, rồi tiếp tục là gì nữa nào? A2 đúng không? A2 là C2 của N. Đấy, nhân với âm 2 tất cả mũ 2. Đúng không? Đó, thì cái này nó bằng 31. Lúc này các em dùng máy tính, các em chạy cho anh cái hàm này nhé. Check xem đến khi nào bằng 31 thì thôi nhé. Các em nhìn máy tính của anh này. Từ anh hướng dẫn máy trước nhé. Rồi, các em vào menu 8, menu vào số 8 nhé. Nào, con đầu tiên bấm cho anh là XC0. XC0 này. Rồi, XC0 nhân với cả âm 2 tất cả mũ 0. Đấy, âm 2 này, mũ 0 này. Đó, xong con thứ nhất nhé. Con thứ hai cái bấm cho anh là XC1. Đấy, XC1. Rồi, nhân với âm 2. Đấy, mũ 1. Rồi, sang con tiếp theo cộng với lại XC2. Đúng không? XC2. Rồi, nhân với cả âm 2. Rồi, mũ 2. Rồi, các em chạy lên cái hàm thế. Rồi, cũng bằng nhé. Bằng này. Bằng một nửa của con rồi nhé. Bắt đầu là 0 này, kết thúc bằng 20 nhé, bước nhảy bằng 1. Các em tìm đến vị trí nó ra 31 giúp anh này. Rồi, 31 nó là bằng 5, ok chưa? Tức là trong tình huống này là n bằng 5. Đó, ok không? Cái này tương đương n bằng 5. Được chưa? Rồi, thế n bằng 5 ấy, thì bây giờ mình tìm A4 đấy đi. Đó, thế thì A4 là ứng với K bằng 4 thôi. Như vậy nó chính là C4 của n, n bằng 5 nhé. Ok, nhân với âm 2, tất cả 4. Rồi, bằng. Đó, thì mình sẽ bấm cái biểu thức này thôi. Đấy. Các em bấm cho anh là 5C4. Rồi, 5C4 nhé. Nhân với cả âm 2 này. Rồi, mũ 4 đúng không anh? Đấy, bằng. Kết quả là 80 nhé. 80. Vậy đáp án đúng nó sẽ là E. Ok, anh chụp anh ở trong miền chơi kia. Thế còn bây giờ anh sẽ hướng dẫn mọi người giải tay chi tiết cái đồ án giải ra con nào nha. Đây. Em xem một chút. Rồi, ok. Thế bây giờ chúng ta sẽ tập trung này. Chúng ta giải cho anh tại sao lại ra nở ở đoạn này, đúng không? Đó, ok nha. Tại sao lại ra nở ở đây? Rồi, thế thì con này nó tương đương như sau nhé. Tương đương này. Thì C0N cái này bằng 1. Âm 2 mũ 0 cái này cũng bằng 1 nha. Rồi, cộng với C1N thì nó bằng N luôn nhé. C1N nó bằng N này. Âm 2 mũ 1. Âm 2 mũ 1 thì chính là âm 2. Rồi, cộng tiếp C2 của N nhé. C2 của N ấy, thì nó bằng là N dãy thừa. Được chưa? Trên cho N trừ 2
dây thừa, nhân với 2 dây thừa. Ok. Rồi, nhân với âm 22 thì kết quả bằng dương 4. Đấy, thì kết quả bằng 31. Rồi ta tiến hành thu gọn đi nhé. Được là 1 trừ cho 2n này. Rồi, ta thu gọn nhé. N dây thừa này trên cho n trừ 2 dây thừa đúng không? Thì cái này ta đếm giật được lùi vé thì được là n này nhân với n trừ 1 này. Rồi, ok. 2 dây thừa dây mẫu thì kết quả là bằng 2 đúng không? Rồi, nhân với 4. Đó, thì kết quả bằng 31. Thu gọn một chút nữa là được ngay này. 1 này trừ cho 2n này cộng với 4 trên 2 là còn 2 thì ta được là 2n nhân n trừ 1 thì chuyển 31 sang trừ 31 bằng 0. Rồi vậy tương đương tiếp nhé. À, đúng ra này 1 này trừ 2n này cộng 2n bình này trừ 2n này trừ 31 này bằng 0 này, thu gọn tiếp nhé. Đó, 2n bình này rồi trừ 4n ok rồi trừ 30 ok bằng 0. Rồi, sẽ giải phương trình này nhé. Nên 9 22 rồi ta sẽ nhập này. 2 âm 4 30 bằng à 2 âm 4 âm 30 sorry em âm 30. Rồi, đó 5 và âm 3 em nhé. Đó, cái này tương đương này. Hoặc là n nó bằng 5. Hoặc là nó bằng âm 3. Thì âm 3 này chúng ta loại nhé, còn 5 chúng ta thỏa mãn. Rồi, bên trên kem sẽ bổ sung thêm một chút kia điều kiện vào đây một chút nhé. Đấy, bổ sung một chút cái điều kiện vì là khi mình đã có C2 của nó ấy, thì điều kiện đây một chút này n lớn bằng 2 đó. Rồi, ok cảm ơn các em.